Bốn chàng trai đến tiệm buffet ăn miệt mài suốt 4 tiếng, ngốn hết 80kg tôm, khiến chủ quán khóc thét. Chuyện đi ăn buffet đến nay vẫn gây tranh cãi, nhất là người tiêu dùng có tâm lý phải ăn thật nhiều để không bị lỗ. Mới đây, bốn hảo ăn sư trung đã khiến chủ quán khóc không ra nước mắt bởi ăn quá nhiều, đến nỗi cửa hàng hết đồ để bán. Theo đó, nhóm người này đã rủ nhau đi ăn từ chập tối cho đến tận đêm khuya, tổng là 4 tiếng đồng hồ, và ngốn hết của chủ quán 80kg tôm, rơi vào khoảng 5,5 triệu đồng. Trong khi một suất buffet chỉ có giá 300.000 một người. Đáng nói, mấy vị thượng đế này còn giao cào với nhau là đến chỉ để ăn chứ không uống. Bởi uống nước vào sẽ khiến dạ dày nhanh no. Đặc biệt, khi dùng bữa thì phải tập trung, tránh nói chuyện vì sẽ khiến bản thân nhanh khát. Chủ quán dù không vui vẻ nhưng vẫn mang tôm đến phục vụ khách quý. Tuy nhiên, khi phàn nàn về 80kg tôm mà nhóm đã ăn là quá nhiều, thì một vị hảo hán đã lên tiếng bảo rằng chủ quán nói thế là sai, tính đúng ra họ chỉ ăn hết tầm 50kg tôm thôi, vì vỏ tôm ở đây khá nặng. Chưa hết, anh còn nhấn mạnh, lần sau ghé quán thì sẽ nhịn bữa trưa để có thể xử lý hết một tạ tôm. Chủ quán nghe xong chỉ biết nín thinh và lặng lặng quay đi.